Hello anh em nha. Hôm qua Vika có công bố ID của Vika ở mấy chỗ Việt Nam cho mọi người xem mà đó. Giờ mọi người biết tên, biết ID rồi á thì gặp anh Vika nhớ nhẹ tay nha. À mà Vika thấy có nhiều bạn gửi yêu cầu kết bạn mà tại nhiều bạn quá Vika không kết bạn hết, anh em thông cảm nha. Thì cho bạn nào chưa biết á, Vika mở cho mọi người xem luôn thì ID của Vika là 1798075962 nha. Tên á thì Vika để là vika.hami, tên này Vika sẽ để luôn, không bao giờ thay đổi nữa. Hiện tại thì Vika lên huyền thoại rồi, nhưng mà tí nữa Vika sẽ mở cho mọi người xem cái khúc mà Vika lên từ kim cương 4 lên huyền thoại á. Tại bây giờ Vika quay cái đoạn này sau á mà. Còn thẻ vô cực á thì như hôm qua Vika nói á, tài khoản này Vika tạo cách đây 1 năm cùng với tài khoản chính. Thì tài khoản này Vika dùng để luyện tập là chính anh em à. Tại vì anh em biết tên Vika mà khi mà luyện tập thì chết rất là nhiều. Anh em sợ anh em biết anh Vika chết nhiều quá anh em chọc chết anh em à. Thì đó, cái thẻ vô cực này là mùa như là Tết năm ngoái nè, rồi ba cái mùa gần đây là anh Vika về mấy chỗ Việt Nam để mà quay video cho anh em xem nè, hình như là 3-4 tháng gì đó. À, bây giờ Vika sẽ mở nhện cho mọi người xem nha. Thấy mọi người cũng hỏi thì đây là một cái nhện mù mắt anh em à. Anh em thấy tỷ lệ giết của Vika chỉ có 3 chấm thôi, tỷ lệ hết sọt đó thì là 84%. Thì anh em cũng biết là tài khoản này Vika dùng để luyện tập mà. Tại vì lúc mà chơi quay video cho mọi người xem á là anh Vika cẩn thận lắm rồi đó. Chứ mà bình thường Vika nhào xuống là chơi kiểu như test kỹ năng nữa, test skill mà Vika chế ra thì chết nhanh lắm anh em à. Tại vì mấy cái đó Vika cũng không có rành á, như là đổi súng như mấy bữa Vika nói rồi chơi súng nhắm rồi các kiểu á, thì anh Vika chơi súng nhắm cận chiến đồ tùm lum la hết á, cho nên anh Vika chết rất là sớm. Thành ra thì nhận anh em thấy rồi, nó rất là mù mắt anh em à. Còn chế độ tự chiến á thì anh Vika chỉ chơi mới có 1 ván thôi, tỷ lệ hết sọt là 91.6% thì gần 92% á, nhưng mà nó không nói lên được gì tại vì anh Vika mới chơi có 1 ván mà. Nói chung chừng nào mà chơi nhiều á thì chắc tỷ lệ này nó sẽ giảm. Thì đó, đây là cái tài khoản của Vika review cho mọi người xem. Có gì á anh em gặp Vika trong game á thì nhớ nương tay nha. Rồi bây giờ hôm nay anh Vika sẽ tiếp tục hành trình solo squad lên huyền thoại ở mấy chỗ Việt Nam và mini game tặng kim cương. À, tí nữa anh em nhớ tham gia mini game tặng kim cương luôn nha. Còn bây giờ Vika sẽ cho mọi người xem cái quá trình Vika lên từ kim cương 4 lên huyền thoại, mọi người cùng xem nha. Let's go. Ok, chúng ta đến với trận đầu tiên nha. Hình như là 3-4 trận gì nữa Vika lên huyền thoại anh em à. Mà thôi cứ nhảy khu này đi ha, mấy bữa nay nhảy khu này thấy hên quá anh em ạ. À. Ôi trời, khu này không có ai luôn anh em à. Thôi mình lên cổng chờ nha. Mà mấy hôm nay Vika chơi mấy chỗ Việt Nam á, thấy mấy bạn comment quá trời luôn là Vika gặp tuyển thủ. Ê, trời ơi, gặp mấy bạn tuyển thủ với lại YouTuber khác ơi, bắn kìa. Thì Vika thấy chắc cũng bình thường thôi anh em à, tại vì bây giờ là 3-4 giờ sáng rồi. Vika nghĩ thì chắc là mấy bạn đó cũng chơi vào tầm giờ này anh em. Nếu mọi người cũng chơi giờ này giúp giống Vika thì chắc cũng sẽ gặp anh Vika luôn á. Ủa gì vậy? Ở đâu bắn sẵn cho mình vậy ta? Ở đâu bắn sẵn hết vậy anh em ạ? Hình như mấy ông trên kia ông cầm súng nhắm, ông bắn xuống đúng không ta? Có mình Vika công vô luôn đi chứ sao mỗi ông mỗi hướng vậy ta? Mỗi ông mỗi hướng là Vika lên bắt lẻ là chết đáng chịu nha. Mỗi ông mỗi hướng là Vika lên bắt lẻ là chết đáng chịu nha. Qua bắt nè. Qua bắt nè anh em à. Đi chung vào chứ đi lẻ thì kiểu như Vika chơi solo squad mà. Cứ mà kiểu như combo thì Vika còn khó bật, chứ mà mấy bạn tẻ ra thì Vika dễ bật anh em. Tách ra thì Vika kiểu như có thời gian để mà đó, có thời gian để mà kiểu như bắn từng người một á, thì game nó sẽ càng ngày càng dễ đi, cái mức độ khó nó càng ngày càng dễ đi. Ơi, team khác nữa anh em ạ. Team khác nữa. Còn team nào nữa vậy ta? Tính ra tự nhiên cái đầu game không có gặp được ai, cái cuối game gặp quá trời luôn anh em ạ. Khu trường học này nè, học ở bên kia. Ơi, nó có bom bên đây ta. Bên đây có người anh em ạ.
Mém chết luôn em à. Cái pha đó anh Vika lỗi xíu. Có tiếng chân vô nhà anh em à. Đây nè anh em à, còn có một người thôi, cố lên. Trời ơi, mấy bạn bắn hay quá anh em ơi. Mấy bạn bắn hay quá cho nên Vika hơi mất thời gian xíu. Ôi. Trời ơi. Mấy bạn bắn hay quá cho nên hơi mất nhiều thời gian anh em ạ. À. Mới lại có chơi Rono nữa. Ủa, sao lên thuyền phải luôn rồi anh em ạ? À? À hình như là hồi chiều Vika có chơi với kỳ cựu Nido vài ván anh em ạ. À. Ok, tiếp tục nha. Và để Vika solo squad ở rank huyền thoại ở mấy chỗ Việt Nam xem khác biệt như thế nào ha. Ôi hình như mới thấy có người phải. Ô có người, có người. Ôi, trời mà tưởng mình đang cầm cái súng one shot kia nè. Ok. Có bồ không? Có bồ không? Còn bồ nữa anh em à. Còn bồ nữa. Lấy cái hiệu tự săn trước đi. À hôm qua mấy bạn chỉ Vika cách lấy hiệu tự săn, nay Vika biết rồi anh em à. Mấy bữa không biết cách lấy ở đâu hết á. Tại vì bình thường Vika cũng chơi không mà đâu có kiểu như đâu có để ý là phải làm này làm kia đâu. Cứ nhào vô bắn nhau thôi anh em à. Không để ý nữa. Tự nhiên cái nó có luôn á. Ơi. Ủa. Yếu máu vậy. Bạn này chắc bị bắn nãy giờ anh em à. Mà anh em mấy hôm nay đi học với lại đi làm như thế nào rồi? Có vui không? Ơi, có người kìa. Có người anh em à. One shot dở quá anh em à. Mới đây cái hết cái Tết rồi ha. Để bên đây còn người á. Ông mới bắn ai mà. Ui, trên núi nhiều cọn anh em à. Cái ông kia mới chết kìa. Mới nghe tiếng xe chạy vô đây nè anh em à. Đó, con người kìa nè. Công vô đi, trời ơi, công vô đi. Không công rồi tôi công rồi nha. Lúc đó đừng hỏi sao, nước biển lại mặn nha. Ơi. Đừng hỏi sao nước biển lại mặn nha. Trời ơi. Mù mắt pha đó, tại tưởng cầm súng one shot không anh em à. Tại Vika tưởng là cầm súng one shot không á. Ơi có người trên đây nữa nè. Ôi cứ mỗi lần mình bật cái nhắm lên là mình bắn dở thiệt chứ. Ơi bên đây nè. Ok. Này thì bộ ông ta. Ơi có cái con Ron kìa nè. Có cái con Ron để khám thính kìa. Ơi biết ngay mà có người anh em à. Ok. Ôi. Kẹt nút, kẹt nút, kẹt nút. Kẹt nút anh em à. Kẹt nút, kẹt nút. Ơi. Sau này mình quan sát dở vậy ta. Sau này biết cao quan sát dở kìa anh em à. Ok, bắn ông bồ ổng để dụ ổng thôi chứ không phải là Vika muốn bắn bồ ổng đâu. Bắn vô để dụ thôi chứ không phải gạt đâu anh em à. Ơi có người nữa. Có người anh em à. Ơi. Mà không sao, có băng keo rồi, bây giờ múa băng keo thôi anh em. Căng thế nhỉ. Căng thế nhỉ. Kiểu như
mấy bạn bắn hơi khó chịu. Cái là thứ nhất là cái Chrono, thứ hai nữa là mấy bạn thủ, anh em thấy không, một ông thủ ngay cái thùng nè, một ông thủ ngay cái đó nè đó. Cho nên kiểu như chơi mấy chủ Việt Nam á thì anh Bích Ca có điều cái là lâu lâu mới làm được cái highlight gọi là kiểu như nhanh gọn lẹ, chứ tại vì mấy góc này mà mình công vô mình chết đó, chứ không đùa đâu anh em. Tại mấy bạn one shot vô là hết sọt tốt á. Ok, tập trung mới one shot được luôn á anh em à. Mấy bạn cứ mà núp đằng sau một cái gì đó đợi mình công vô á thì nói chung thì nó hên xui lắm. Nhưng mà ở cái răng cao này á thì mấy bạn bắn hết sọt tốt lắm, cho nên mình không nên công anh em à. Mình chỉ nên nhảy qua nhảy lại để mình đợi mấy bạn ấy ra thôi, chứ mình công lên là mình bay đầu quá anh em ạ. Xuống đi, cho bạn xuống á. À mà thôi, chạy bo đi. Chạy bo đi, cho bạn chạy bo đi. Tí nữa rồi tôi tính sổ sau nha. Chạy bo đi, cho vô bo á. Làm gì cũng phải có tình thương anh em ạ. Bên đây còn bắn nhau nữa anh em ạ. Cho vô bo nha, bây giờ bắn được rồi nha. Cho vô bo là bây giờ bắn được rồi đó. À đây thấy à. Thấy không đó à. À còn một bạn đây nữa nè. Còn một ông đây nữa anh em ạ. À là bộ ông này hả? Bạn tính xin tha mà FK lỡ bắn luôn rồi anh em ạ. Mà thôi một lần thôi chứ, sao mà team up hoài được đúng không? Cho một lần rồi thì vô bo đi chứ còn bắn gì nữa. Rồi lên công đi bạn ơi. Lên công đi chứ gì nữa. Ok. Booyah. Ok tiếp tục nha. Thấy nhảy ở khu thung lũng với lại khu gì ta, khu dân cư á, dễ vô tấp trong hơn anh em à. Nhảy những cái khu kia thì chết sớm quá, với lại máy của Bitca giật quá. Ơi nghe tiếng nhảy đâu trên đầu mình kìa anh em à. Ui trời đất, hết hồn luôn. Hình như ông này ông mới xuống rồi anh em, chứ đâu có còn đường nào mà nhảy lên được nữa đâu đúng không. Ơi có người bên đây nha, có người bên đây anh em à. À ông này ông chạy qua ông cứu bồ kìa nè, chạy qua cứu bồ anh em à. Nhanh đi, không tôi bắn bồ á, nhanh không, giờ ra cứu bồ nhanh không, không tôi bắn giờ á, còn không chịu cứu luôn. Ổng ở trong đây nè anh em à. Có súng không hay là không có súng? Không có súng thì tha, không có súng thì thôi. À có súng hả? Có súng hả anh em à? Không có súng thì em Vika không bắn. Tại nãy bạn kia làm Vika giật mình quá, với lại lấy cái huy hiệu tự săn anh em à. Mà bây giờ Vika lên huyền thoại rồi, anh em có muốn Vika làm thử thách gì không? Ơi có người kìa. Có người anh em à. Anh em thích chơi tự chiến không? Nếu mà mọi người thích thì comment dưới để Vika biết nha. Trời đồ nô. Lạng quạng ông cho một cái gì đó, one shot giống vườn hoa nữa anh em ạ. Ôi có người vô nhà. Có người vô nhà anh em ơi. Có người vô nhà anh em ạ. Gạt ông trước đi, trước đi cho mấy ông bồ ông sáu anh em à. Còn đút thêm mớ bông keo nữa nè. Ôi ăn như vậy. Cái gì mà quá trời vậy anh em à. Ok bạn nào muốn Vika chơi tự chiến thì comment để Vika biết nha. Ui, được mấy bạn ấy like luôn kìa. Ui, ở đây không có máy anh em à, thôi về bên kia mua bơm keo. Mấy bên này Vika xài nhân vật Skyler cho nên phải cần dùng nhiều bơm keo mới được. Với lại mấy bạn kia dùng Chrono nhiều quá, mình cũng phải lấy bơm keo mình múa anh em ạ. À. Không mà chết sớm lắm. Ui, radar báo bên đây có người anh em à. Thôi qua bắn luôn rồi chứ bơm keo gì nữa.
mong lại xa quá, chạy qua đây kiếm bạn ấy bắn luôn anh em ạ. À. Ui bạn ấy công luôn kìa, vô đúng rồi anh em ạ. À. Vô đi vô đi. Ui ông nó không nấp vậy mình sẽ 30 keo chịu cho nổi anh em ạ. À. Còn có 3 trái à, 5 trái chứ. Ui ông không có mũ à. Công nhà công nhà. Chờ Dono rồi, chờ Dono rồi. Không được, không được, đi về. Không có công được anh em à, chờ Dono rồi. Ủa còn hết ta, sao nãy giờ mình không thấy ai nhỉ? Nãy giờ nghe tiếng chân của có ba người thôi à. Ê người người thứ tư xuất hiện rồi, nghe tiếng chân rồi, nghe tiếng chân rồi. Người thứ tư xuất hiện anh em à, nãy giờ thấy cầu quay thấy nghe có ba tiếng chân thôi. Canada báo có người trên nhà này nè, à thấy rồi. Mà hình như còn đúng một tuần nữa, ngày 26 là reset răng đúng không anh em? Mọi người lên huyền thoại hết chưa đó? Bên đây nè, bên đây nè. Trời ơi, hay dữ vậy? Các bạn đó bắn xong đặt bên keo nè. Bạn đó đang thể hiện bắn xong đặt bên keo nè. Đó, nhanh lắm anh em à. Bạn này tên là Liz Bi Tạ nha. Ok lại nha. Thấy Vika nó có sai không anh em? Thời buổi này á, sơ hở một cái là chỉ có bay đầu thôi anh em à. Ui bắn nhau bên kia kìa anh em ơi. Bắn nhau, đợi tôi, đợi tôi. Đợi xíu. Ui, hết hồn anh em à. Chân, mình nghe tiếng chân. Còn luôn, còn luôn. Mình nghe tiếng chân anh em à. Còn luôn, còn luôn. Tiếng chân trong đó luôn. kẻ ếch. Đằng sau ổng còn người, đằng sau ổng còn người. Kẻ ếch anh em à. Bên đây hình như còn người nữa anh em ơi. Tại vì mình bắn chưa có hết mà đúng không? Hồi nãy bắn đâu phải là chết luôn đâu. Bên đây ngồi. Ê ngồi ra ngồi ra. Rồi nè. Trời ok ok. Gì bắn nhau quá trời vậy nè. Ui bật nhắm mà hết sọt được kìa anh em. Lần đầu tiên, à nhầm, mấy lần rồi nhưng mà hiếm lắm. Giờ mít cây còn bỡ ngỡ mà. Ê có người, có người. Sơn Tùng á, chiêu của Sơn Tùng có lợi hại không anh em? Ok. Còn một người nữa, còn một người trên núi nữa anh em ạ. Ok. Hình như là lia khu này luôn rồi sao anh em. Ui đứng máy anh em à. Nhảy ở những khu này nó còn đứng về chứ nhảy những cái khu như là cổng trời tháp đồng hồ nó còn giật ghê nữa anh em à. Nó giật mà mình không làm ăn gì được luôn. Ê có người dưới, có người dưới. Lấy cái thẻ đi để mình mua đồ nè. Có người dưới anh em à. À ông lên kìa, ông lên kìa. Ủa ông thấy mình đây không mà ông lên ta. Ông lên thì mình bắn ông hết sọt chết sao? Ông lên gì mình bắn ông hết sọt chết sao ta? Hình như ông không thấy nhưng mà ông nghi thôi. Cho nên mới đi kiểu đó anh em à. Công thường thường không ạ? Ơ cái gì vậy?
Nó thù luôn, mình đang quán đây nãy giờ ngon lành đây mà tự nhiên ở đâu ra vậy? Trời hết hồn luôn em. Ui dạ. Ui. Ông kia ổng lên trên lên trên cái gì ta? Cái nó gọi là cái gì nhỉ? Đó, giờ qua kiếm ổng lại nè. Làm trận tay đôi chứ hả? Núp gì tầm này nữa, coi như là bây giờ còn hai người đi thì hai người xử nhau. Ê. Ui. Ui, one shot anh em à. One shot. Ôi sợ one shot lắm rồi anh em. Hồi nãy bị ông kia ông one shot cho một cái giờ sợ luôn rồi anh em à. Ok. Nãy bị ông kia ông one shot cái giờ thôi, teo rồi. Mỗi cái cục này là có một ông anh em à. Bên đàn ông bên kia cũng ông đó. Bỏ tay luôn. Mà mới nghe tiếng bắn vào đây đúng không ta? Ơi có người bắn ổng rồi nè. Ui trời đất ơi. Công lên luôn anh em ạ. Ổng yếu rồi, ổng yếu rồi. Ok. Nhân vật Sơn Tùng mà. Ở cái khoảng này hôm bữa Mika nhìn nhầm chứ xa xa thì vẫn phá vườn keo được anh em. À trên đội có người nữa kìa. Nói chung mình trung tâm bo mà hình như mỗi team còn có một người sao anh em ơi. Sao thấy tách biệt nhau lắm. Bên đây một chồi là một ông nè. Hai ông nè, hai chồi nè, một ông ngoài bên kêu nè. Sao thấy tách biệt kìa anh em ạ. Ủa sao kỳ vậy ta. Tưởng là còn lẻ tim chứ sao mấy ổng đi tùm lum vậy ta. À đây nè. Ok. Vậy thôi cộng ông này trước đi. Cộng lên anh em ơi. Ê. Trời ơi lần thứ hai anh em à. Ok lại nha. Trời ơi, nãy giờ bị hai cái one shot rồi anh em à. Thôi trận này hứa với anh em luôn, trận này sẽ cẩn thận kiếm top 1 nha. Có người bên đây anh em à. Có người. Chạy đi đâu anh em à. Còn một ông mới chạy qua nữa kìa anh em. Không cứu bồ được đâu nha. Ok. Vì chứ trận này có cây SVD sớm là thấy đỡ rồi anh em à. Ui có người bắn bên đây nè nè. Sao mà bắn cái chết luôn vậy. Đúng có người anh em à. Cái sọ cái cho tôi vui đi anh em à. Trời ơi sao cứ mỗi lần mở nhắm lên là mù cái con mắt tôi vậy. Chạy vô nhà rồi. Hãy chạy vô nhà này anh em à. Chạy đâu cho thoát. Trời ơi. Mọi khi có Chrono thì đứng mấy cái góc này nó cũng đỡ anh em. Chứ còn giờ không có Chrono, nãy giờ Vika đứng đây là cũng hơi ẩu rồi đó. Đúng không anh em công nhận không? Mấy cái pha này không bị one shot cái nữa là thôi chứ. May là không bị one shot chứ mấy cái pha này là thường thường là gặp mấy bạn cặp thần kênh là nãy giờ đi anh em à. Trời cháy hàng hết anh em à. Để mua mấy con drone về thả ha. Thả một đống drone luôn anh em à. Chứ đâu có còn chỗ để mua bom keo đâu. Thả drone này. Thả 3-4 con drone luôn anh em. Đó. Anh em thấy drone của Vika bay khắp nơi trên trời kìa anh em thấy không? Thấy ghê không? Giờ mình đi theo mấy drone này thôi thì nó sẽ kiểu như bảo kê mình anh em à. Đúng không? Mình đi theo mấy con này thôi. Là coi như là mình biết địch ở đâu hết. Ủa mấy con drone này đi một xíu là nó tắt hả anh em? À ok. Chơi game thì Vika chơi cũng tạm tạm á, nhưng mà có điều cái ẩu lắm anh em à. Ơi sao một bạn nữ bạn ở đây nhờ? Robo đâu?
Thôi cho bồ qua cứu á. Bích Ca không bắn đâu, cho bồ qua cứu đó anh em ạ. Ui, đồ bồ bạn lại cứu chưa? Chưa cứu con em à, không cứu luôn. Yến hư lắm, trời ơi, tội nghiệp Yến quá anh em à. Giờ anh em biết tên anh Bích Ca với lại ID Bích Ca hết rồi thì vô trận gặp Bích Ca giả bộ không thấy Bích Ca nha. Ui, một team luôn bên kia kìa anh em. Giả bộ không thấy Bích Ca để Bích Ca làm highlight nha. Team luôn em. Hết chọc cái đi. Trời Dono liền anh em à. Chỗ này là Bích Ca hay chết dữ lắm luôn á. Ui, tỉnh chứ. Cái gì từ từ nói chứ anh trai hả? Nhà kìa nè. Mấy ông này bắn nhau trên đây à? Ù trời. Ủa tưởng mấy ông trong nhà này là một team chứ. Khác team anh em à. Ù căng thế. Mình tỉnh thôi, mình tỉnh thôi. Mình tỉnh thôi anh em à. Bình tĩnh thôi anh em ạ. Bình tĩnh thôi anh em ạ. Cộng ghê thiệt. Còn tiếng chân anh em. Vẫn còn bạn công á. Còn một bạn đang công vô nữa anh em ạ. Nghe có một tiếng chân thôi. Có thể là sau bên kia. Trời ơi. Xuống dưới nè, xuống dưới nè. Nghe tiếng chân ở dưới nhà nè. Xuống dưới nè. Thời gian đó mình làm tí bùm keo đi chứ hả. Ở đây nè. Rồi thời gian đó mình làm tí bùm keo đi chứ hả. Ôi trận này nó chơi cẩn thận lấy top 1 cho anh em mà. Nãy thấy cái pha công nhà đó cũng hơi gãy anh em à. Có tiếng bên đây nè. Công ở luôn anh em à. Cái pha nãy Bích Ca công nhà cũng hơi bị kiểu như ẩu ẩu rồi đó anh em à. Ơi. Ơi. Ủa sao mấy bạn còn team lẻ không vậy ta? Ơi. Ủa rõ ràng ổng đi hướng này mà đóng mất tiêu rồi ta. Ơi, là sao có người kìa. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi. Đây này nè. Ui, trời ơi. Ấy, ủa team khác nhau. Team khác này mà. Ra là không ổn lắm. Ui thôi cẩn thận thôi. Ghê quá. Cẩn thận thôi anh em à. Nào ông kia có súng đục bom keo anh em. Có hai ông mà mấy ông kia ổng có súng đục bom keo anh em à. Ông kia ổng có súng đục bom keo ghê. Ok, lùa đây đi. Ở đây là tôi quan sát được rồi nha. Ở đây là tôi quan sát được rồi, tôi nói trước ạ. Chiến đấu ngoài bên keo. Yeah, cuối cùng cũng có top 1 cho anh em rồi. Ok, hôm nay Bích Ca chơi tới đây thôi nha. Giờ Bích Ca lên huyền thoại rồi. Anh em có gì thử thách hoặc là muốn Bích Ca chơi tự chiến á thì bình luận bên dưới nha. Đừng quên đăng ký và ấn chuông để ủng hộ Bích Ca nữa. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bây giờ Bích Ca sẽ tổng kết mini game của kỳ trước. Câu hỏi mini game kỳ trước là tổng số lần Bích Ca đã hết sọt tính luôn chỉ gục chứ chưa chết cộng cho số lần clear team là bao nhiêu thì đáp án là 49 nha. Bây giờ Bích Ca sẽ quay ra năm số may mắn của kỳ này nha. 0880 6718 6551 7546 và cuối cùng là 7825 nha. Chúc mừng những bạn sau đã có đáp án đúng và có số may mắn gần nhất với những số may mắn mà Vít Ca vừa mới quay ngẫu nhiên đây nha. Bạn Bảo Long Nguyễn, bạn Phương Hồ, bạn Lê Thị Thắm, bạn Genki Gaming và bạn Quân TV. Chúc mừng các bạn đã nhận được 111 kim cương nha.
Câu hỏi mini game kỳ này là: tổng số lần Vitka đã hết sọt tính luôn chỉ gục chứ chưa chết cộng cho ngày đăng video này là bao nhiêu? Anh em nhớ trả lời được cú pháp nha. Cú pháp là: tổng số lần hết sọt cộng ngày đăng video là ... rồi tới ID game của bạn, rồi tới 4 số may mắn bất kỳ, rồi cuối cùng là bình luận về video. Cảm ơn anh em đã xem tới cuối video nha. Đừng quên đăng ký và ấn chuông để ủng hộ Vitka luôn. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Chúc anh em một ngày vui. Bye bye anh em. Hẹn anh em ở video ngày mai nha. Take down and emotions feel like I never did before. Life shows him and spoken real, saw the movie.